chào tất cả cô bác anh chị. Hôm nay mình không có nấu đồ ăn, mình chỉ nấu cái món vịt quay này, là từ trong ngồi máy bay từ Trung Quốc về tới Mã Lè 4 tiếng hộ ạ. Vịt quay này là em đi trồng mà mình đi du lịch mà bên Trung Quốc mua về, bì chiên thơ sàn khẩu gia lẩu bì chiên á. Đây là vịt quay bên Trung Quốc á, là cái chỗ đi là người ta kêu là bì chiên, là mua về tặng cho mình con vịt quay. Bây giờ mình chỉ đem vô hâm nóng thôi. Ở đây người ta có nói là đem đi lò hâm nóng, hoặc đem đi nấu canh, hoặc là xào á là cũng được. Cái này người ta đóng gói kỹ lưỡng rồi, bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha, vô cái lò nướng. Ở đây người ta, đây là con vịt mình mở ra nè, con vịt nó không bự, không nhỏ nguyên con, nhưng mà nó ướp sẵn cho mình, chỉ đem đi nướng hoặc đi hấp nóng vậy thôi. Nếu không có lò bị sống mình cũng có thể sử dụng bếp ga. Ở đây người ta có cho mình một bịch thẻn men chăng, là mình nước sốt đó cả nhà, bịch nước sốt đó cô bác anh chị. Ở đằng trước có một bé ăn ít ở sớm, má nuôi mình nó cái qua chơi đó, đằng trước nó là lớn mà. Bây giờ mình sẽ sử dụng bao tay vịt, nguyên con vịt không ạ. Nó rất là mềm luôn, giống như là nó con vịt tiềm vậy đó, nó gục nó đây. Mình không nấu một lát nữa, cái vịt này hồi mình không có chặt, người ta nói thường thường vịt này thường thường là lấy tay gỡ ăn ngon hơn là đem đi chặt. Bây giờ mình đem đi. Bây giờ mình sẽ dặn là 15 phút đi, mình dặn tới nhiệt độ là 200 độ C, nhiệt độ nóng là 200 độ C. Bây giờ mình sẽ xào bầu nha. Không có đi chợ, bữa trước mình đi chợ mua được cái bầu. Bầu bên này cũng khó kiếm lắm, cũng hiếm lắm. Mình mua được cái bầu mình để là nấu món, bên này món Việt Nam mình ăn. Không có đi mua rau này đâu kia. Với lại bầu á, xào bầu cũng có ai ăn hết trong nhà mình, không có ai ăn cho. Có mình với hai đứa con mình, với ông già chồng mình, với ông ba chồng mình. Tại ông ba chồng mình lớn tuổi là không có răng á, ổng ăn bầu nó liền ổng dễ nhai á, nên ổng có ổng ăn bầu rồi đó, cứ tạp tiếng rồi được ạ. Món bầu ba chồng mình không có thích, chồng mình chỉ thích ăn rau muống xào ớt với rau rau mùi ngót xào, còn mấy cái loại này chồng mình thích không nào cũng tới. Cho tôi cho tí nước này, cho nó cái này xào với bún tàu ngon lắm á, nhưng nhà mình hết bún tàu rồi, bún tàu ngâm cho nó nở, cái nấu với bún tàu á nó rất là ngon luôn. Nấu vậy xào vậy như xào khô á, bầu chín mình bỏ bún tàu vô cái nó nêm nếm vô nó vừa ăn đó. Với lại dạo này chồng mình ăn ở ngoài nhiều, đây là chồng mình làm máy lạnh cho người ta, lấy nguyên công trình á, đâu phải một chỗ ở ngoài, mình chỉ nấu cơm ở nhà cho con mình, đi ăn ngoài nó ngán á, ngoài dầu mỡ không mà, dầu mỡ với nó với lại nó mắc. Bên này nó nấu đồ ăn có để dầu nhiều lắm, rau cải ta xào những cọng rau bốc lửa à, nhà mình cũng vậy, xào rau à, không bóng là không ai ăn đâu đó. Thank you.
này nhắc khoảng chút xíu cho cho bầu chính bầu thì bên này người ta đâu có hái bầu tươi giống như bên Việt Nam hái ra là bán liền đâu, người ta nhiều khi ta bán rồi đấy 2-3 bữa ta mới giao xuống chỗ chợ, nhiều khi bầu nó bị sượng á, nấu nó hơi lâu. Món bầu xào của mình chính này thì mình cho chút xíu hành vào cho nó thơm. Người Việt Nam mình ăn cái gì cũng để hành, người qua bên này người ta nấu đồ ăn á, nhằm món cái món nó không có để hành, mình để hành là bị la đó, chứ không phải món nào ta cũng để hành đâu. Cái món nó không có để tiêu rồi mình để tiêu cũng bị la, người ta nói mình để tiêu vô á cái mùi thơm của cái món đó giống như là cua biển thôi, mình nấu mình bỏ tiêu đen vô cái người ta thử, người ta nói cái bỏ cái tiêu vô là mất cái mùi của cua biển. Người qua bên này cũng vậy đó, bởi vậy mình nấu món gì á Việt Nam mình là mình thích để hành, mà cái người qua bên này ta nhìn nhầm món để hành, nhầm món không có để hành, chứ không phải món nào cũng để hành đâu. Với người qua bên này ta chỉ tính là mong mua ăn cơm á là múc canh, là mỗi người múc chén riêng, không có ăn chung với tô giống như bên Việt Nam mình múc canh tô rồi cái người này người kia lấy muỗng ăn chung nhau gấp đũa chung, là không có đâu. Nhà người ta kỹ chính gốc á, người ta lấy một cái muỗng á, người ta để riêng trong cái dĩa đồ ăn của mình á, mình ăn nhiều mình múc chứ ta mới cho mình đổ vô cái dĩa của người ta. Mà mình sống cái này kia mới đầu cũng quen, từ từ mình sống cũng quen nữa. Đây cây món món bầu xào của mình xong rồi ạ. Món bầu xào xong rồi nha. Nấu quá cả nhà ha, nấu quá cô bác ơi. Ở đây, đây dịch quay của mình. Hâm nóng xong rồi nè. Nó hầm nó yên nu vậy. Thịt nó rất là mềm luôn, khỏi cần chắc, khỏi cần nhai luôn thôi nha. Ở đây là bầu xào nha, hôm nay mình chỉ ăn đơn giản thôi. Cái này là nước sốt của dịch giống như là sô-cô-la vậy á, nước sốt của dịch ở Trung Quốc á. Bây giờ mình sẽ bẻ ra nha, tại vì dịch này nó mềm á, nó nhừ luôn á, xương nó cũng mềm luôn á, nên bây giờ mình sử dụng bao tay mình cắt khúc, cắt xong mình là mình xé xong mình mới kêu ba chồng mình rồi qua nha. Tại vì ba chồng mình ở nhà ở riêng mà ở cặp bên hông á, hồi đó mình ở chung nhưng mình có em bé, xong rồi nhà chồng của nên chồng mình có nhà riêng cho học sinh đại học mướn á, bây giờ mình lấy lại mình ở nóng quá cho mọc đi thay nó cơ sở sầu mọc sầu cơ đi ạ. Ở nhà thì mình là dâu cả nha, em chồng chị chồng em lấy chồng mình chưa có ai lấy chồng cho đó, có mình chồng mình trai là tính trai là chồng mình trai lớn đó. Còn bà chị cả nó mới em chồng chị chồng là bốn mấy tuổi chưa rồi, chưa có ai lấy chồng với vợ đâu. Với người bên này ta sống khác với Việt Nam mình, người ta làm ta có tiền thôi, ta không có cần giống như là lấy chồng lấy vợ sớm, nhà người ta cũng không cần lấy vợ lấy chồng luôn á, ta làm đủ ăn đủ xài, khỏi suy nghĩ nhiều á. Vậy thì thịt của nó đỏ lắm, nhìn nó đỏ bét à, ở trong có hai cái đùi, còn ở trong nó để hai cái đùi vậy đâu. Chị chắc ở công sơ thanh nào chồng nó nói chùa rồi, nhà mình nó không có thích quay video nên mình chỉ quay không mình là nấu xong chỉ có quay một mình thôi, con mình rồi chồng mình nữa là không có thích quay video, ba chồng cũng vậy nên chụp hình không còn thật mọt nóng quá cả nhà ơi. Mình đổi mình tính không kêu cả nhà, mình đổi mình giờ mình không biết kêu bản gì cô bác anh chị hay là gì mình cũng không biết, nên mình kêu xong cô bác anh chị xong cái hội mình lộn sờ ngộ gì cả nhà. Đấy.